Kính chào và kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự đầu giờ của truyền hình Thông Tấn. Thưa quý vị, vào sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp về đề xuất sắp xếp bộ máy tổ chức của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Theo báo cáo tại cuộc họp, chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức hai đại học quốc gia là cơ hội tạo đà phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, quyết tâm trở thành hai trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và khoa học công nghệ hàng đầu của đất nước. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ, việc sắp xếp hai đại học quốc gia phải dựa trên luận cứ khoa học, tư duy đột phá, đổi mới và kinh nghiệm quốc tế cũng như bối cảnh, tình hình và xu thế hiện nay về giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học. Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng hai đại học quốc gia cần khẩn trương thành lập tổ công tác có sự tham gia của các bộ ngành liên quan, hoàn thiện báo cáo tổng kết về mô hình tổ chức và phương án tinh gọn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Đề án cần làm rõ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của các bộ chuyên ngành đối với hai đại học quốc gia về con người, tài sản, cơ sở vật chất, tài chính, hoạt động giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ theo quy định pháp luật. Hai đại học quốc gia cần tự chủ mạnh mẽ hơn nữa, tách bạch nguồn lực nhà nước đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, sáng tạo và đổi mới khoa học công nghệ trọng điểm của quốc gia, đồng thời đẩy mạnh tự chủ đối với các đơn vị, trung tâm nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ theo đặt hàng của doanh nghiệp, nhu cầu của xã hội. Ngày hôm nay, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội đã dự kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi lần 29 khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Biểu dương những kết quả Quảng Ngãi đạt được trong năm qua, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quảng Ngãi cần tập trung làm mới các động lực tăng trưởng cũ, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhất là trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, phát triển kinh tế số, xanh, bền vững, phát huy lợi thế, nhất là nền tảng công nghiệp để sớm hình thành trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia, đẩy mạnh phát triển du lịch, sớm hình thành trung tâm du lịch biển đảo Lý Sơn. Quảng Ngãi cần quyết liệt thực hiện nghiêm túc công việc tổng kết việc thực hiện nghị quyết 18 về sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Báo cáo tại kỳ họp cho biết, năm 2024, Quảng Ngãi thực hiện đạt 25 trên 25 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, trong đó có 9 chỉ tiêu vượt. GDP đạt 4,07%, thu ngân sách vượt chỉ tiêu trung ương giao 15,5%, ước đạt 29.503 tỷ đồng. Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2024 ước tăng hơn 7,5%, xếp thứ 2 trong tổng số 5 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Đó là kết quả tích cực về phát triển kinh tế xã hội của thành phố này được đưa ra tại hội nghị ban chấp hành Đảng bộ lần thành phố Đà Nẵng lần thứ 18 diễn ra vào sáng ngày hôm nay, mùng 9 tháng 12. Theo báo cáo, năm 2024, kinh tế thành phố có sự tăng trưởng tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn GDP ước tăng 7,51% so với cùng kỳ, xếp thứ 2 trong 5 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Riêng quý 4, lần đầu tiên GDP Đà Nẵng tăng trưởng hai con số, ước đạt 10,18%. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại hạn chế như chưa đảm bảo tiến độ khi có 9 nhiệm vụ quá hạn xử lý, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, tình trạng thiếu thuốc vật tư y tế kéo dài. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã đề ra 8 nhóm vấn đề trọng tâm cần lên kế hoạch xử lý, thực hiện trong thời gian đến. Trong đó, cần phân tích làm rõ nguyên nhân các tồn tại hạn chế, đề ra phương hướng phát triển cho năm 2025, hướng đến mục tiêu đề ra là năm tập trung sắp xếp tinh gọn bộ máy gắn với cắt giảm thủ tục hành chính, triển khai hiệu quả tổ chức chính quyền đô thị và các cơ chế chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế. Thưa quý vị, và tính đến thời điểm hiện tại thì Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh về đích trước kế hoạch từ 3 đến 5 tháng. Tổng doanh thu đạt 820.4 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch cả năm và tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023. Tập đoàn đã nộp ngân sách nhà nước 129,2 nghìn tỷ đồng, hoàn thành trước 4 tháng, khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Các lĩnh vực sản xuất chính đều vượt kế hoạch, với khai thác dầu thô đạt 0,82 triệu tấn, sản xuất xăng dầu gần 637.000 tấn và sản xuất điện đạt 2,49 tỷ kWh. Đặc biệt, 17 trên 22 đơn vị thành viên ghi nhận tăng trưởng doanh thu, dù thị trường còn nhiều thách thức. Mục tiêu trở thành tập đoàn công nghiệp năng lượng, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đã được tập đoàn chú trọng triển khai và đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Để chuẩn bị cho việc trở thành một trụ cột của tập đoàn dầu khí và định hướng trở thành tập đoàn công nghiệp năng lượng của Việt Nam, thì VPGas đã chuẩn bị cho mình những cái bước phát triển. Thứ nhất đó là tích cực đầu tư vào hạ tầng công nghiệp LNG, một trong những cái sản phẩm ít phát thải, để hướng tới công nghiệp xanh hóa.
Thứ hai là VPS cũng đang nghiên cứu triển khai sản xuất, đầu tư các dự án liên quan tới hydro xanh và ammonia xanh. Cùng với đấy thì sẽ nỗ lực hiện thực hóa và hướng tới mục tiêu giảm phát thải ròng về không theo định hướng của Thủ tướng Chính phủ tại COP26. Điện gió ngoài khơi là một ngành nó có cái biểu trưng, có cái đặc trưng đấy là quy mô lớn và sản xuất hàng loạt. Trong thời gian tới để có thể triển khai mạnh mẽ các cái lĩnh vực này thì chúng tôi xác định phải gia tăng các cái năng lực sản xuất của PTC để đảm bảo cái công suất có thể tăng lên. Sau cái bài toán công suất là phải tập trung đến cái giải quyết cái bài toán về năng suất. Năng suất ở đây là phải bổ sung phương tiện, trang thiết bị, máy móc để có thể đẩy cái năng suất lên trên một cái đơn vị sản phẩm. Và sau đó thì khi mà đã định hình được cái nâng cao được cái công suất và cái năng suất rồi thì phải tập trung tinh gọn lại cái quy trình sản xuất để tiến tới cái kết mục đích cuối cùng, đấy là đảm bảo được cái hiệu quả. Với sự nỗ lực không ngừng, Petro Việt Nam đã tối ưu hóa hoạt động sản xuất, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả. Các chỉ tiêu sản xuất, doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ năm trước, khẳng định vai trò trụ cột của mình trong nền kinh tế quốc dân. Trước hết, tập đoàn sẽ tập trung vào hoàn thiện chiến lược phát triển theo đúng tinh thần kết luận 76 của Bộ Chính trị với 4 nhóm giải pháp trọng tâm như sau: thì thúc đẩy hoàn thiện các cơ chế chính sách mới, đồng bộ với đổi mới, hiện đại hóa hệ thống quản trị để tối ưu và phát huy nguồn lực toàn tập đoàn, thì tiếp tục kế thừa và phát huy tri thức ngành dầu khí, đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo dựa trên nền tảng công nghệ số, ứng dụng công nghệ mới, tăng cường quản trị tài chính, dòng tiền và đầu tư phát triển, cùng với đẩy mạnh tiến độ, nâng cao hiệu quả đầu tư vào các lĩnh vực truyền thống, thúc đẩy đầu tư phát triển các lĩnh vực mới gắn với mục tiêu trở thành tập đoàn công nghiệp và năng lượng quốc gia. Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều biến động, những thành công của Petro Việt Nam đã cho thấy sự linh hoạt, thích ứng và sức mạnh của một doanh nghiệp nhà nước hàng đầu. Với những kết quả khả quan này, Petro Việt Nam đặt mục tiêu tiếp tục tăng trưởng bền vững trong những năm tới, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Tháng 11 vừa qua, thì ngành du lịch Việt Nam đã ghi nhận một tín hiệu đáng mừng với sự tăng trưởng vượt bậc lượng khách quốc tế đến nước ta. Đây là tín hiệu rõ rệt cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch sau đại dịch. Dự kiến vào cuối năm nay, thì ngành du lịch Việt Nam sẽ hoàn thành mục tiêu đón 17 đến 18 triệu khách quốc tế. Số liệu mới công bố từ Tổng cục Thống kê, tháng 11 năm nay, ngành du lịch Việt Nam chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ về lượng khách quốc tế. Đây là tháng có số lượng khách quốc tế đến Việt Nam cao nhất từ đầu năm đến nay, đạt 1,7 triệu lượt khách. Theo nhận định của các chuyên gia, một trong những yếu tố then chốt giúp ngành du lịch tăng trưởng nhanh chóng trong những tháng cuối năm chính là hiệu quả từ chính sách thị thực thông thoáng và công tác xúc tiến quảng bá ngày càng bài bản hơn. Nới lỏng visa về số ngày lưu trú cũng như là cái điều kiện để nhập cảnh và mở rộng gần như toàn bộ cái e-visa, visa điện tử. Thì cái này là cũng đã mở ra một cái nút thắt bấy lâu của ngành du lịch về vấn đề visa, mà nó cũng tăng cường cái sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam với cả các nước ở trong khu vực cũng như là ở trên thế giới. Ngoài ra thì ngành du lịch cũng đang có những cái đợt xúc tiến nó hiệu quả và đi vào thực chất hơn tới những thị trường trọng điểm mà cũng có tham dự những cái hội chợ du lịch quốc tế lớn. Tháng 10, tháng 11, tháng 12 là cái mùa cao điểm khách quốc tế, thì rõ ràng là cái mục tiêu đón 17 đến 18 triệu lượt khách quốc tế 2024 sẽ trong tầm tay và có thể là vượt mức 2019. Không chỉ dừng lại ở việc cải thiện chính sách và quảng bá, ngành du lịch Việt Nam cũng đã nỗ lực đổi mới và phát triển các sản phẩm du lịch mới mẻ, phong phú, phù hợp với nhu cầu và xu hướng hiện nay của khách du lịch quốc tế. Các loại hình du lịch sinh thái, du lịch biển đảo, du lịch nghỉ dưỡng hay các tour khám phá văn hóa lịch sử đều được nâng cao chất lượng, thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. Cái hệ sinh thái sản phẩm chúng ta có thể nói là đã từng bước phù hợp với nhu cầu khách hàng. Và cụ thể là các thị trường khách quay lại chúng ta thì đều đánh giá cái sản phẩm du lịch của Việt Nam chúng ta đã được đầu tư chiều sâu, tăng trải nghiệm, tăng giá trị, tăng cái tiện ích hơn cho du khách và phù hợp với cái xu hướng khách đi theo nhóm nhỏ, nhóm gia đình, nhóm hướng về phía gia tăng trải nghiệm. Với sự gia tăng số lượng khách, các chuyên gia cho rằng cần tăng cường thu hút dòng khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày. Đến cái số lượng như vậy
như cái mức chi tiêu của họ thế nào. Bởi vì chúng ta cũng phải chia sẻ rằng kinh tế khó khăn toàn cầu. Thế nên là chúng ta vẫn cứ phấn đấu về số lượng, nhưng mà các đơn vị làm dịch vụ cố gắng phấn đấu về mặt chất lượng để nâng cao cái mức chi tiêu của khách quốc tế. Với những nỗ lực cải cách mạnh mẽ và sự hợp tác giữa các đơn vị trong ngành, Việt Nam đang trên đà phục hồi hoàn toàn về thị trường khách quốc tế sau đại dịch COVID-19. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết đến trưa nay thì các lực lượng đã tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ đắm tàu chở khách tại cảng Hòn Nét, Vịnh Bái Tử Long, thành phố Cẩm Phả. Trước đó vào rạng sáng ngày 7 tháng 12, tàu chở khách mang số hiệu QN5427 do anh Trần Văn Tị sinh năm 1989, trú tại thị xã Quảng Yên là chủ phương tiện, chở theo 5 công nhân bị đắm do sóng to gió lớn. Ngay sau đó anh Trần Văn Tị và 3 công nhân được cứu vớt, còn 2 công nhân khác bị mất tích. Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh và các lực lượng chức năng thành phố Cẩm Phả đã triển khai lực lượng và phương tiện đến hiện trường. Đến trưa ngày 7 tháng 12, thi thể nạn nhân đầu tiên đã được tìm thấy và đến trưa ngày 9 tháng 12 mới tìm thấy thi thể nạn nhân còn lại. Do khu vực tàu bị chìm nước sâu khoảng 20 mét, thời tiết trên vịnh Bái Tử Long có sóng lớn, các lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm người cùng nhiều phương tiện và cả đội thợ lặn để tìm kiếm các nạn nhân. Ngày hôm nay, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết là Tổng thống Yoon Suk-yeol vẫn là Tổng tư lệnh và nắm quyền kiểm soát các lực lượng vũ trang sau khi mà cuộc bỏ phiếu luận tội ông không được thông qua. Trả lời báo giới, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định Tổng thống Yoon về mặt pháp lý vẫn đang là Tổng tư lệnh quân đội, có quyền kiểm soát lực lượng vũ trang nước này. Sau khi cuộc bỏ phiếu luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol liên quan đến việc ông ban bố thiết quân luật vào đêm ngày 3 tháng 12, không được thông qua trong phiên họp quốc hội hôm 7 tháng 12. Đảng quyền lực quốc dân PPP cầm quyền cam kết thúc đẩy một cuộc rút lui sớm của Tổng thống theo cách có trật tự. Tuy nhiên, Đảng Dân Chủ đối lập cảnh báo sẽ tiếp tục kiến nghị đề xuất luận tội Tổng thống Yoon thêm một lần nữa. Trong một diễn biến liên quan, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm của Hàn Quốc cho biết ông chịu trách nhiệm về việc đưa lực lượng này vào quốc hội, nhưng khẳng định ông hành động theo lệnh của Bộ trưởng Quốc phòng. Hiện, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Jong-un đã bị bắt giữ để điều tra về cáo buộc phản quốc. Ngày hôm qua, thì cơ quan công tố Hà Lan đã công bố báo cáo điều tra sơ bộ về vụ nổ làm sập một phần tòa nhà ở thành phố La Hay xảy ra trước đó một ngày, khiến cho 5 người thiệt mạng. Báo cáo sơ bộ cho biết đây có thể là một vụ án hình sự. Theo cơ quan công tố, nguyên nhân vụ nổ gây hỏa hoạn chưa được xác định, nhưng đã có dấu hiệu cho thấy có hành vi phạm tội trong vụ việc. Trong khi đó, cảnh sát thành phố La Hay cho biết cuộc điều tra đang tập trung vào một chiếc xe khả nghi được nhìn thấy rời khỏi hiện trường ngay sau vụ nổ xảy ra vào sáng ngày 7 tháng 12. Hiện hai nhóm điều tra đã được thành lập, gồm một nhóm nhận dạng nạn nhân và một nhóm điều tra nguyên nhân vụ nổ. Dự kiến cuộc điều tra có thể kéo dài. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 5 thi thể trong đống đổ nát. Trong khi đó, một số người bị thương vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Các nhân viên cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn mắc kẹt, nhưng số lượng người mất tích chưa được xác định. Tòa nhà 3 tầng bị sập bao gồm các cửa hàng ở tầng trệt và 5 căn hộ, chủ yếu là nơi ở của người cao tuổi và các gia đình có trẻ em. Khoảng 40 cư dân từ các tòa nhà lân cận đã được sơ tán và đưa đến nơi trú ẩn an toàn. Khác với nhiều nơi trên thế giới có thể cảm nhận không khí Giáng sinh quanh năm tại thị trấn Tlalpujahua ở miền trung Mexico, khi đây là nơi có làng nghề chế tạo đồ thủ công truyền thống phục vụ mùa lễ để bán trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài. Thị trấn Tlalpujahua nổi tiếng từ những năm 1960 khi Joaquin Munoz Horta, một người dân bản địa, đã học cách làm đồ trang trí tại một nhà máy sản xuất cây thông Noel nhân tạo ở Chicago, Mỹ và mang những gì ông học được về áp dụng ở quê nhà. Con trai của ông Joaquin là José Luis Munoz cho biết cửa hàng của gia đình đã tồn tại được 60 năm. Ngày nay, thiết kế hình dạng và màu sắc không có nhiều thay đổi và chúng đại diện cho sinh kế của nhiều người dân thị trấn. Đối với người dân địa phương, nghề truyền thống này mang lại doanh thu lên tới hàng triệu đô la Mỹ. Tôi thích công việc này vì nó mang lại niềm vui cho mọi người. Trong suốt cả năm, chúng tôi tạo ra những quả cầu thủy tinh và chúng tôi mong chờ đến lễ Giáng sinh để mọi gia đình đều có thể dùng chúng để trang trí cho ngôi nhà của mình. Ngoài đồ trang trí truyền thống, du khách Mexico còn đổ về thị trấn này vì đây còn được biết đến như là ngôi làng của ông già Noel. Bước vào mùa lễ Giáng sinh năm nay,
người dân địa phương hy vọng sẽ thu hút được khoảng 500.000 du khách đến tham quan.